rất nhiều hàng hóa thiết yếu mà có thể bạn chưa biết. Sau đây tôi xin trích dẫn văn bản hướng dẫn để các bạn tiện theo dõi nhé. Sở Công Thương tổng hợp hướng dẫn về hàng hóa thiết yếu như sau. Hàng hóa thiết yếu là những hàng hóa gồm 1. Lương thực, gạo tẻ, gạo nếp, vừng, đậu, ngô, khoai, sắn, bột, tinh bột, các sản phẩm từ bột, tinh bột. 2. Thực phẩm tươi sống, thịt, các sản phẩm từ thịt thủy, hải sản, các sản phẩm từ thủy, hải sản, rau, củ quả, các sản phẩm từ rau, củ, quả, trái cây, các sản phẩm từ trái cây, trứng, các sản phẩm từ trứng. 3. Hàng công nghệ phẩm, muối, bột nêm, gia vị, nước mắm, đường, dầu ăn, sữa các loại, mì gói các loại, thực phẩm bao gói sẵn, bánh, kẹo, thực phẩm khác phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân, nước uống, nước giải khát các loại đóng chai, lon, thùng. 4. Các nhu yếu phẩm cần thiết, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh, dược phẩm, khẩu trang, sản phẩm dùng để tẩy rửa, diệt côn trùng, vệ sinh cá nhân, nước kháng khuẩn, giấy vệ sinh, băng vệ sinh, băm, tá, sản phẩm dùng để tẩm, giặt, dầu gội. 5. Nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất, lưu thông hàng hóa, xăng, dầu, ga, khí đổi, nguyên liệu, vật liệu khác phục vụ sản xuất, dịch vụ cung cấp điện, nước cho sản xuất và đời sống. 6. Hàng hóa thiết yếu khác thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y,